Rồi, chưa gì hết nè. Rồi, ok. Đây là cái công viên nè. Công viên cả nhà. Công viên bên kia là cầu Cửa Đại. Đó, bên dưới kia là biển Mũi Khê. Đó, và cái đây cái cầu Cửa Đại này qua bên Tư Nghĩa, bên đây là Cổ Lý cả nhà. Còn gọi là Cổ Lý của thôn. Đấy, bên đây là sông Trà Khúc nha. Đây nước sông với lại nước biển nó đang tràn vào nhau, và trên kia nó có một cái gọi là ngăn biển nước mặn. Đấy, ngăn biển nước mặn của sông Trà Khúc. Cầu Cửa Đại, 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 cả nhà. Rồi. Đây cả nhà. Đây mà đang quay cho cả nhà xem. Đấy, cái khu này là cái khu này là khu nhà trưng bày tạm cả nhà. Đấy, khu nhà trưng bày tạm, và cái này là cái đường đi lên trên chùa đó, và cái chùa kia rất là lớn cả nhà. Đó, đang chuẩn bị xây cái chùa, xây nó cũng sắp hoàn thiện rồi đó. Đấy, rất là cao. À, cả nhà ơi, cả nhà có đang xem cái video này, nếu thấy hay và ý nghĩa thì hãy bấm like, share và đăng ký ủng hộ kênh nha. Cảm ơn cả nhà. Được. Đi cổng đây nè. Đi lại đây. Đi cái đó nó không có ai trống. Cả nhà ơi, cả nhà có đang xem cái video này, nếu thấy hay và ý nghĩa thì hãy bấm like, share và đăng ký ủng hộ kênh nha. Cảm ơn cả nhà.